Đây bạn này là hôm nay đến đây để hỗ trợ kinh phí cho bên mình làm đường đấy chú ạ. Đây bạn Hậu này là chính là người tài trợ hết toàn bộ cái cây cầu này cho bên xóm mình đấy. Thế có ai trưởng xóm đây chú? Đây là trưởng xóm với chúng tôi, tôi là công an viên. À công an viên đấy, Hậu làm việc với chú tiếp đi. Vâng vâng. Hỏi thăm chú về tình hình. Chào à, dạ là anh Tân ơi. À, đây. Lên Facebook là ra ra để bằng Hậu bạn ấy trước. Cái cầu này là bắc từ đâu đến đâu hả chú? Chứ có một cái sĩ ở đâu cô đấy, bây giờ tôi thấy cái ngọn là bên kia có cái tó nữa. À sang bên này hả? Đây, bên kia có cái tó nữa là đi chỉ có 30 mét là đồng góp vào 40 triệu là làm được, nhưng mà bây giờ là sạt lở vào trong kia tầm khoảng 10 mét rồi. Vâng. Tầm khoảng 10 mét và cái bên kia đã đổ. Bây giờ bảo là làm phải đổ chủ xong rồi còn làm cái đường lên nhà anh là vòng qua bên kia lại đến nhà đây. Vâng. Lên đi. Vâng. Lên kia nữa là khó nhất là cái xe máy lên cái bờ kia làm thế nào lên nữa. Chỗ này sạt lâu chưa chú? Chỗ này mấy vừa rồi xung quanh đợt vừa rồi đấy. À. Trời ơi. Hình như chỗ kia mới sạt sao đất vẫn tươi tươi kìa nhỉ? Vâng. Là... Ở quê mình chỗ này có hay sạt không hay là mấy chục năm nay? Bây giờ mấy chục năm nay mới sạt đấy. À. Còn là ông Béo gần ông chủ tịch đấy là ông anh trai là cũng làm chưa làm bí thư xã nghỉ hưu bây giờ làm là chủ tịch tỉnh Kiên Bích. Vâng, chủ tịch tỉnh Kiên Bích ạ. Vâng. Thôi được rồi, giờ cháu qua cháu trao tiền cho bà con, hỗ trợ bà con để cho sớm, giờ cũng tối rồi. Hay có gì mai cháu quay lại. Bây giờ làm cũng phải đổ cột nước mà cái xã xã nữa không biết là... Vâng. Cậu ơi, dạ. Đây là anh chủ tịch này, ở xã này là đến 62 hộ cô lập ở bên đấy. À thế ạ. Chứ không phải là 11 hộ đâu. Còn ở trên kia là có... Còn ở trên đôi kia là cả mán cả... Đều đi qua cái đường này. 62 hộ. Nhiều đường đi qua nhưng mà hiện tại đang cô lập hết. Vâng. Ừ. Đúng ít thôi. Đường chính. Đường này đường đi thị trấn. Cái đây thì đi chợ nó gần hơn thế thôi. Đi huyện. Đi chợ huyện. Vâng. Đi các cháu đi học thì đi đường nào ạ? Qua đường này, qua đây một nửa. Qua đây một số. Thế là đến một nửa là đi qua đây. Ờ, đang tạm dừng. Ba chục hộ. Hiện nay là một số lớn là đây. Mấy chục hộ đấy, đâu phải ít đâu. Mình 62 hộ một xóm. Bây giờ sắm nhập là... Cháu nào lớn tuổi thì đi ở ký túc xá. Trên sông này là có bị 4 cháu thì chịu rồi. 4 cầu treo. 4 cầu treo hỏng luôn à? Thế ạ? Bây giờ cái lớn nhất là ở trên trục chính đường xã quản lý, bây giờ nó đã... cả hai cái đầu mố cầu đây là đặt nó đi qua trên này nữa hay thế nào anh? Qua trên này nữa, từ trên này lên còn ba cái nữa. Cái đấy thì kinh phí hết nhiều không ạ? Phải chi nhiều đấy, cái này chưa làm hơn nhiều cái thế ạ? Cái này chưa có khả năng bọn em làm nổi. Còn một cái hơn nghiệp, một cái cũng giống như cái này. Bây giờ đây thì cái đấy kinh phí bao nhiêu ạ? Cái kia cũng rơi khoảng $100 thôi, làm $100 thì cáp vẫn còn. Thì có gì tí nữa trên đường đi về anh em mình khảo sát cái cầu nó dưới 100 triệu. Thì biết đâu là nếu như trong cái chuyến đi này em về em còn dư cái kinh phí thì em sẽ hỗ trợ thêm, và bây giờ thì mình nhường lại để bạn Hậu bạn tức là cái cầu này là mà khi nào là mình thi công nhỉ anh nhỉ? Đây thì anh phó chủ tịch sẽ biết hơn. Còn tôi thì vừa mới chuyển sang đây được khoảng gần 2 năm. Cái cầu này là khi nào thi công, nếu mà mình mình có kinh phí thì khi nào thi công của chú? Cái cầu mà ở đây này. Vâng. 2022 là không, tức là bây giờ có kinh phí thì khi nào là thi công à, nếu có nước thấp một tí nữa nước ít chắc cũng nữa là tầm tháng sau làm à, về trời nước thấp là... vâng tiếp thủ lắm à, trời nước thấp là mình sẽ làm đúng không? Vâng. Bây giờ còn lội đi qua còn khó, bây giờ lúc mấy đang ở ngoài ở đây có những hộ nào bị thiệt hại về nhà cửa bị sụt hay là mất nhà không? Anh đấy, nhà anh đấy cũng vẫn đấy cháu này à. Cháu này ở đây sạt xuống đây bên này sạt. Ở nhà anh ở đây là bị nước sạt lở vào ngay trước cửa xô vào nhà. Vâng. Ờ xô vào nhà. Vâng. Anh trước làm ở xã nghỉ hưu rồi. Đang làm thì tới xã nghỉ hưu rồi. Thế nhưng mà may mắn là không có thiệt hại về người, không có người thiệt hại. Vâng. Thiệt hại về mùa màng đấy nên nha. Anh Cương ơi, em nhờ tí được không? Đây thì báo cáo với cả chú là anh Cương anh có chia sẻ với cháu. Anh có kết nối thì đây, cũng... Bây giờ giới thiệu em này. Đây có anh là trưởng xóm đúng không? Đây là cán bộ xã anh nghỉ hưu rồi. Đây là công an viên xóm. Đây là công an viên xóm. Đại diện của nhóm này. Đây là đại diện của nhóm này. Thế bây giờ là
em sẽ làm chứng nhận em là vợ của Hữu đúng không? Đấy là Hữu là người là liên hệ với anh. Là bây giờ xóm em bây giờ đang bị cây cầu nó đứt như này rồi bị cô lập thì bà con bên kia không đi lại được, các em học sinh không đi lại được, thì anh có thể kêu gọi được mạnh thường quân nào để hỗ trợ em được không? Thế thì bảo là bao nhiêu triệu thì bảo là trước con dân tự làm hết 40 triệu, thế mà giá thế thì ủng hộ 50 triệu. Đấy, 50 triệu xong là còn thiếu như nào thì bà con lại tiếp tục là vận động thêm. Tổ chức khác cũng được. Đúng rồi. Thế thì hôm qua thì cũng bảo Hữu là ngày hôm nay là có mạnh thường quân họ vào đây để ủng hộ 50 triệu cho dân để làm cầu. Thì Hữu bảo là em đang đi làm với Bắc Ninh hay ở đâu ấy, em không về được thì hôm nay em sẽ cho số của vợ em là sẽ ngó em vào bên bây giờ ai sẽ là người nhận tiền? Để cho Hữu Cầm nhá, sau đó có cả đồng chí anh Sợi là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo. Đó, thì có anh Sợi ở đây làm chứng này. Và mọi người ở đây thì là sau một thời gian nữa thì là Hậu sẽ quay lại, sẽ là xem bà con cần gì nữa là Hậu sẽ tiếp tục đồng hành, tức là bà con sẽ làm cái cầu. Cảm ơn. Thế đây em sẽ chuyển giao cho thôn là 50 triệu nhé. Chị ra chị nhận giúp em. Trong ngay xóm. Đấy để quay. Cảm ơn. Quay về đếm tiền đi. Chị ơi. Cận cảnh, anh lên cận cảnh về đếm tiền đi. Chưa về được đâu rồi nhé. Rồi đây chị nhận giúp em nhé. Đây là 10 triệu này. Đây 10 triệu chị đếm đi. Cái tổ chức nào muốn thôi, thì con trong đây còn cảm ơn em lời đi. Rồi. Sao lại lười đếm? Đây là bên đây, 1 triệu này. 2 triệu này. Đếm đến 50 tờ rồi. 3 triệu này. 4 triệu bạn ai bạn mà lười đếm. Ừ, dạ. 5 triệu. Không đấy cá nhân bạn ấy chứ không có tổ chức. Triệu. Ồ, cá nhân của anh. 8 triệu. Vâng. Không có tổ chức đâu. Anh tên gì nhỉ? Hậu. Cháu tên là Hậu. 10 rồi nhá. Anh ở Hà Nội ạ. Ở đây là 20 rồi. Cá nhân đấy, không phải tổ chức đâu. Tên cái gì Hậu? 3, 4, 5, 1 này. Cứ yên tâm là tên là cá nhân mà không có một tổ chức nào mà gọi là 3, 4, 5, trái phép gì hết. Còn là gọi là người đồng bào mình mà đàng hoàng hết. Vâng, các bác lại cứ yên tâm. 4, 5, 4, 1. Vì đây là bọn cháu làm việc là có anh Cương này. Năm là cũng hướng dẫn xuống gặp bên huyện. Mà thậm chí là hôm trước là đã làm việc trên mặt trận tổ quốc tỉnh. 7 8 9 10 12 13 14 Nếu mà giả sử như thế này 15. Thì bao giờ mình lại có tiền luôn rồi, này bao giờ triển khai các bác nhỉ? 16. Làm được. Bây giờ nước khá là nước xuống nó mới làm được. Chờ nước xuống à? Tháng sau luôn à? Qua lại cũng được. Vâng. Nó bây giờ chắc là thiết làm các cái sang mùa này nó chưa biết mưa rồi chứ. Đây là các cháu đang tổng 30 rồi nhá. Đi học là khó khăn đấy nhỉ. Đúng chưa? Bây giờ đến lại còn ngại nữa thì chết rồi, thế thì bao giờ mới bà con phải lăng động lên chứ này. 30 đúng chưa? Cháu là cũng có phải lấy lại không? 1, 2, 3, 4, 5, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 33. Đưa bạn ấy, bạn ấy không đếm. Bạn bảo mình phải đếm. Thế như vậy. Ba mấy rồi? 33. 1, 2, 3, 4, 34. Cái may là bây giờ cây cầu 50 triệu, 500 triệu là đếm từ giờ đến sáng mai. 35, 500 triệu là lấy máy với theo. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, được chưa? Đấy, tặng cho ba cái lịt. Tặng cho ba cái lịt.
Xin thay mặt cho xóm lời cảm ơn cháu được cảm ơn để giúp đỡ cho trong xóm chú. Cảm ơn em nhiều nhiều nhé. Vâng. Cảm ơn chú anh nhiều nhé. Chúc anh sức khỏe, đến đường bình an nhé. Anh chúc cháu lên đường có nhiều gặp nhiều may mắn và làm ăn nữa còn. Thưa mọi người, vậy là cháu đã trao số tiền để cho bà con ở đây có thể làm được một cây cầu. Ở ngay bên này dòng suối thôi là 62 hộ dân bị cô lập từ đợt lũ quét, và đây là đợt lũ quét lịch sử từ lúc cái hình thành ngôi làng này ra, chưa có một lần nào bị quét như thế cả. Và bà con đang rất cần một cái cây cầu để có thể là cho các cháu đi học, cũng như là người dân có thể đi sang đây để sinh hoạt bình thường, mua rau, dưa, muối, mắm về để sinh hoạt cá nhân. Đấy. Trước đây ấy, cái con suối này thì diện cái bề rộng nó chỉ bằng khoảng tầm 1/4 bây giờ thôi, nhưng mà do lũ quét bây giờ nó quét mở quét rộng ra như này các bác ạ. Đấy, theo như là bác cao tuổi đây nói như vậy, nước đang rất là xiết. Trận này đúng là trận lịch sử, cho thấy là nói chung là mình phải bảo vệ môi trường các bác, không nên chặt phá rừng vì cái cây ở trên rừng nó giúp giữ nước, còn mình mà chặt phá rừng là rất là nguy hiểm. Anh em đi men men xem cái này. Bây giờ cũng tối, anh em cháu phải di chuyển về để nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục đi trao quà và giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù là số tiền trao quà chắc chắn là cũng không thể thấm vào đâu so với những gì mà bà con mất mát, nhưng mà cháu hy vọng là nó cũng là một cái phần tình cảm, một cái sự giúp đỡ, và từ đó là cũng gọi là khơi gợi cái các mạnh thường quân khác họ cùng chung tay giúp đỡ bà con ở Cao Bằng hay là Lào Cai, Yên Bái, rất nhiều tỉnh thành bị thiệt hại trong cái đợt này. Xin chào tất cả các bác nhé. Chào các bác, là ngày hôm nay cháu đi đến huyện Bảo Lạc để tài trợ cho huyện một cây cầu. Do đợt lũ quét vừa rồi làm sạt lở và mất một cây cầu. Thì hiện tại đoàn chúng cháu đang có mặt tại khu vực đèo 15 tầng. Cháu cũng không quên mất tên đèo rồi, nhưng mà người ta gọi đèo đây là đèo 15 tầng. Đấy, các bác xem đường quanh co khúc khều, đèo rất là quanh co và rất là cao. Đấy. Đợt lũ quét vừa rồi rất là nặng nên là rất nhiều cây cầu bị mất do lũ nó thổi đi, và cháu góp một phần nhỏ của mình cho bà con ở khu vực Bảo Lạc, Cao Bằng một cây cầu thôi. Đấy, hy vọng rằng là sẽ lan tỏa được thêm những cái việc tốt đẹp đến mọi người. Lấy gì đấy? Đó. Lấy gì đấy? Hả? Anh Tú, anh ấy cứu trợ anh gói thuốc. Đấy, sao? Anh cần một lọ Betadine đấy. Thôi, hôm qua đưa còn... Cái này thì hả? Bây giờ đang còn dư thì đưa anh bận trước đã, giải trình sau. Lại lấy của bà con một lọ rồi. Đây, thực ra là anh có nhưng mà anh không có cầm theo. À, không cầm theo á? Ừ. Sáng nay uống rồi nhưng không cầm theo. Thế anh ăn cái gì mà lại ăn đoàn ấy? Nói chung là ăn uống mấy ngày hôm nay nó thất thường lung tung ấy. À. Nên là nó cũng dễ. Bà con ở Cao Bằng lưu ý nhá, anh Tú lợ một lọ Beckberry. Tối về anh mua anh trả lại. Tối về trả lại. Để... Hôm qua đã lấy một suất thuốc của bà con rồi, hôm nay lại lấy một lọ. Đấy là vẫn còn ở nhà ấy, à. Chỉ là vay thôi. À, vay ấy. Cái này uống bao nhiêu? Để anh nhìn hướng dẫn đây. Hướng dẫn ở ngoài này. Hướng dẫn nếu như trường hợp của anh em 10 viên. 80 viên em nghĩ anh uống cả lọ đi. Thôi. Vì anh để cho nó chắc. Coi như nó đóng thành nó đóng thành kiểu như là bê tông, không bao giờ sợ. Cho uống cả lọ hợp lý. Nói chung là nó cũng lục bục, nó cũng chưa đến mức mà nó nghiêm trọng lắm. Nhưng mà anh mà uống cả lọ nó chắc chắn hơn. Thôi. Tối thì em lại tặng anh cái khoan. Khoan. Thực ra là bình thường là mình có thuốc là phòng hết tất cả các bệnh, trừ mỗi bệnh ngứa chân hay là ghẻ. Là chuyến này không có cầm đi. Chứ còn đau đầu hay là cái đau bụng là lúc nào đi đường xa là cũng phải chuẩn bị. Nhưng mà nó hơi lục bục, cảm giác hơi lục bục thì mình uống trước nó chắc. Anh uống một nửa lọ thì đảm bảo chắc 4 hôm không bao giờ sợ. Thế cho nên là Hậu mang theo những cái này nó rất là thiết yếu. Vâng. Bởi vì là lúc này là
cái nguồn nước nó có thể nó đang ảnh hưởng. Vâng. Không chỉ là mình ở thành phố mà chưa chắc là đã ấy, mà nó sẽ là liên quan nguồn nước mà rất là nhiều đúng nơi rồi. Sau khi ngập lụt nó bị gia súc gia cầm nó chết, nó lẫn vào nguồn nước ấy. Mình ăn uống mấy ngày này nó thất thường, đúng rồi, không đúng giờ giấc. Hôm thì ăn, hôm thì chưa kịp ăn, hôm nay thực tế đây bánh mì ấy. Anh Tú là ăn bánh mì của một thương hiệu rất là nổi tiếng các bác ạ, không biết có tên gì mà thôi không nên công bố. Tóm lại là thương hiệu nổi tiếng. Ừ. Đấy là những cái này thì khi mà bóc ra thì bánh mì này có mùi khét. Đấy thì cháu bảo là đấy là chắc chất dinh dưỡng đấy. Anh ăn đi. Thế là anh ăn thật. Đấy, kết quả đấy. Nói không nghe. Cái con đường ở đây. Bánh mì có mùi khét, mình bảo là chất dinh dưỡng nó đang phân hủy rồi đấy. Ông muốn ăn tiếp sẽ tiếc kiểu. Hai anh em đang chờ thêm một đoàn xe nữa các bạn. Đấy. Rất là vui khi mà được anh em biết đến, rồi thậm chí là còn là chuẩn bị rất là cẩn thận cái tên để đây đây. Hôm nay đi cùng đoàn cháu thì tài trợ một cái cây cầu, thì còn đoàn Honda này họ tài trợ là tivi, tủ lạnh, dây điện. Đấy, kênh xe đầu kéo thì tài trợ một ít tiền mặt. Đấy. Anh Cao Bằng Hóng là người kêu gọi nổi tiếng Cao Bằng. Đấy, tất cả mọi người về Cao Bằng là nhờ có anh dẫn đường, chỉ đường. Đấy, anh cũng tài trợ rất nhiều. Còn đây là kênh của cháu đây, kênh mới. Ê, kênh Vinh A Quy. Đấy. Các anh em sửa cho thành Vinh A Quy. Đấy. Đang chờ, vẫn còn anh ơi, vẫn còn xe nữa, chưa đến đâu. Đang chờ đoàn xe đến, hôm nay đi 8 xe các bạn. Đấy, đây một xe nữa đây, chờ gạo. Đây là hiện trường cái nền đất sau khi sạt lở, và đây cũng chỉ là một trong hàng trăm cái bãi đất mà do sạt lở xuống rồi các bác nhé. Nhìn chung thì các bác thấy là cái nền đất ở đây là nền đất này, nó rất là yếu, rất là yếu, và khi mà mưa lên ấy, với độ dốc cao ấy, thì đất nó sẽ bị mất cái độ bám dính với nhau, nó nhão ra và nó sạt xuống. Và với cái vận tốc gần như là, cháu nói ví dụ như là gần như là rơi tự do ấy, thì những cái khối đất lớn nó lao xuống, nó có cái lực nó đẩy. Đây các bác xem này. Đấy, đất nó như là cái keo như này này, nó hết cái độ bám rồi vì nó nhão rồi, nhũn hết ra rồi. Đấy. Và đặc biệt nguy hiểm hơn là những cái kiểu dạng như con suối này này, các bác nhìn cái vết kia. Đấy, con suối nhỏ thì khi mà nước vào cái con suối ấy, thì nó thổi theo đá và đất nó trôi đi. Rất là nguy hiểm. Anh em cháu đi qua nhiều đoạn đường mà đá nó tràn ra đường, nó kiểu dạng như là một bãi tập kết ấy. Khối lượng đá rất là lớn. Và Bảo Lâm, Bảo Lạc là hai cái huyện mà rất hay sạt lở ở Cao Bằng các bác. Đây. Đấy, nước này. Cái dọc rách này trông nhỏ này thôi, nhưng các bác liên tưởng đến vụ sạt lở làng lũ Lào Cai đấy. Nó cũng là một con suối rất là thơ mộng ở Lào Cai, suối rất là đẹp. Nhưng mà khi mà thiên tai đến thì con suối đấy trở thành một cái đường dẫn, đường dẫn sạt lở, tức là mọi cái dòng nước nó đi theo những cái con suối nó đẩy. Cho nên là cháu muốn kể lại như thế là để cho anh em nếu đi làm thiện nguyện mà đi dọc theo đường nhựa mà thấy có một con suối cắt ngang chảy qua như này thì anh em phải hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Đặc biệt những lúc nào mà đang có nguy cơ là sạt tiếp hoặc là đang mưa to mà nhìn thấy con suối mà nó chảy qua đường mà có một cái rãnh nước mà chảy như này là anh em phải chạy thật nhanh hoặc tìm cách là không đứng ở lại đấy. Như thế này, ví dụ cháu đang đứng ở vị trí như này là cháu đang nguy hiểm đấy. Nhưng mà rất may là bây giờ là nó đã sạt rồi, và thứ hai là không mưa. Còn nếu trời mưa đứng ở vị trí này là có nguy cơ bị thổi bay mất luôn, chạy không kịp đấy. Hiện tại thì đoàn chúng cháu đang có mặt ở trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Trường.
các cháu nhỏ thì đang lô lức chơi đùa sau quãng thời gian gần chục ngày là bị mưa sạt lở đất. Đây cái dấu vết của bùn nó vẫn bám vào tường này các bác ạ. À. Các giáo viên là cũng đã phải quét dọn rất tích cực cùng với cả lực lượng chức năng là dọn dẹp mất nhiều ngày thì mới có thể khôi phục lại cái hoạt động bình thường của trường học được. Đấy, hôm nay thì đoàn sẽ phát ở đây là máy giặt, tủ lạnh. Cháu xin lỗi các bác không có máy giặt đâu nhé, tủ lạnh để bảo quản thức ăn cho các cháu. Vì đây là trường bán trú thì sẽ cần phải có tủ lạnh để bảo quản đồ ăn, nấu ăn cho các cháu. Đấy, ở đây là họ ghi nhầm tên kênh của cháu là Vinh A Quy, ghi nhầm tên rồi. Không sao, cái này nhầm không sao cả. Nhầm tên kênh rồi. À, tài trợ tủ lạnh này, ống nước, dầu ăn, các cái ổ điện. Đây là anh em Honda ở Cao Bằng đó. Bên Honda Cao Bằng và một shop đồ trẻ em họ tài trợ rất là mạnh tay. Toàn những trang thiết bị rất là đắt tiền. Đúng là phải có tập thể các bác ạ. Hôm nay thì cháu tài trợ cho bà con ở xã một cây cầu. Còn anh em Honda thì tài trợ Honda và shop Voi Baby, tài trợ tủ lạnh, ổ điện, dây điện, rồi ống nước, mì tôm, dầu ăn và gạo. Cháu đi học lâu chưa? Học mấy hôm rồi? Hả? Học lớp mấy rồi? Lớp 7 à? Lớp 7 á? Thế là ăn uống ở trường luôn à? À. Học lớp 7 à, lớp 7 thế, coi tí. Đạt sẽ dành 10 hàng. Đến anh ấy có các chú lớn tuổi vào hỗ trợ cho các cháu xếp lên hàng này đây này. Cơ dừng đấy nào. Còn đến 10 hàng đi. Đấy. Ông thêm được 15 rồi. Ông mua hàng năm. Anh lấy từ chỗ này đi này.
cao mà. Những cái chỗ suối như này là rất nguy hiểm này. Đây vẫn còn đất đá này, cái khe này này. Nó sạt rồi đấy, quét rồi. Quét lũ xuống đấy. Ông này là ông đi xuống dốc cháy phanh rồi. Cháy phanh à? Bốc khói luôn này. Bốc khói phanh rồi, cháy phanh luôn. Xuống dốc bốc phanh không về số. Sạt nhiều lắm. Bảo Lâm này là tháng trước là Bảo Lạc đây mình nhớ là Bảo Lạc. Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bảo Vạc cái tuyến này tháng trước có một cái đoàn đi rất dâu ấy, đúng không? Anh không nhớ nữa nhưng mà cái xe xe 16 chỗ nó bị à, lún đúng không? Thế sang xe 7 chỗ sang đẩy giúp. Thế là mất luôn cả hai xe. Ừ. Thế kinh sợ. Cuộc sống bây giờ mong manh lắm, vô thường. Đất đá là chia cắt rất là nhiều đoạn, lấy giờ là khoảng 10 đoạn là như thế này rồi. Từ trên đèo Lạ Tành về các bác ạ. Chỗ em Hậu mà quay cái đoạn mà dừng chân ấy. Đèo, à đèo đấy là Khâu Cốc Trà chứ. 15 tầng. Thì cứ 500 mét lại có một bãi này. Chỗ này kiểu đất nó yếu thế nào. Yếu, núi cao quá. Theo kinh nghiệm của anh Cường là đi nhanh, anh nghĩ nó phi luôn, vít luôn. Cái khe suối rất hay ở chỗ kia, đang dọn kìa Hậu kìa. Máy múc đang múc kìa. Đứng chậm chậm xem có được đi không nhá. Nếu không được đi thì mình sẽ từ từ nhé. À rồi rồi rồi. Nhiều khi nó tắc lại mà mình đứng ngay chính chỗ này là mình gặp nguy hiểm ấy. Nên là mình phải dứt điểm hoặc là mình đứng xa ra. Không hề đơn giản chút nào, tưởng sang đây đỡ nguy hiểm hơn mà vẫn còn rất là nhiều đoạn đường các bạn. Không đỡ đâu mà còn nguy hiểm hơn đấy. Đi sạt liên tục, các điểm sạt dày nhau. Có những đoạn thì gãy cả đường luôn, lún sâu cả mét. Ui giời. Đây sạt nguyên kiệp tạo này. Còn đang chưa dọn hết thôi giờ. Này thì đấy, mình phải chịu khó bóp quài. Mình nhường họ đi, mình lùi lại đi. Ok. Họ xe tải nặng. Nên anh mới bảo là chịu khó bóp còi là thế. Nhưng không phải là kém văn hóa mà để ra hiệu cho nhau. Nhiều người tưởng mà tại sao mà cứ bóp còi nhiều, đúng không? Ok luôn. Mình nhường như này đã được gọi là văn hóa chưa? Được. Vì xe họ lên dốc là đúng luật, đúng văn minh là mình phải nhường cho xe lên dốc. Nhất là những xe tải nặng thì cái di rời của họ khó hơn đúng không? Ừ. Nếu như mà họ lùi lại thì mất thời gian rất là lâu. Đâm ra họ không chịu nhường mình chẳng hạn nữa thì cả hai bên đều thiệt hại. Nếu mà cương với nhau mà đều lì với nhau ấy thì nguy hiểm. Okay. Cho nên là mỗi bên tự nhường nhau mà họ chưa kịp xử lý thì mình nhường trước. Tốt nhất là đi đâu em nhường cho nó yên tâm. Ừ. Mình cứ mềm là tốt. Ờ. Trong thị trấn mà cái dấu hiệu bùn đất này vẫn còn rất nhiều các bác. Bây giờ cháu Tú đang cầm máy quay cho em Hậu. Thị trấn này không an toàn đâu. Đấy, ngay sau lưng. Ui cây kìa. Ui phía trước. Phía trước kìa. Ừ. Ui nguyên bụi tre các thứ xuống kìa. Coi cột điện các thể loại là vỡ hết ở trên kia. Ấy, nhìn cột. Trên đấy là con đường ấy chứ. Đấy, con suối rồi. Đấy, đấy. Ừ. Đường mà mình đi qua suối là sang trung tâm huyện Bảo Lạc. Đi vào ủy ban. Bây giờ cả đoàn hầu như là
chưa có ai ăn gì cả. Em Hậu là không dám ăn cái bánh mì đấy. Không dám ăn. Cho nên là thà đói bụng còn hơn là đau bụng. Ui, sợ nhà. Đi từ sáng bây giờ như tối còn chưa được ăn trưa đây. Hoa mắt rồi anh em. Một khách sạn Đức Tài này, tối Hậu ở lại khách sạn đấy này. Em ở lại đây mấy hôm luôn. Vì cái này cũng xa núi và cũng an toàn hơn. Gần chợ ấy. Không thể nói trước được. Cái số rồi Hậu ạ. Người ta đang chạy ngoài đường mà người ta còn đang gặp nạn như kìa. Đúng không? Đúng. Mà cái khách sạn là nó nằm ở cái mặt bên này. Đây này thấy không? Nên là an toàn hơn. Lúc đi đã ghê, lúc về ghê hơn các bác ạ. Khiếp thật. Đây, toàn viên đá to tướng rồi. May bây giờ tối em nhắm mắt ngủ khỏe, anh Cường lái tiếp. Anh Cường. Hello, cả nhà. Bây giờ về mấy tiếng đấy. Đây, cứ quay như nhắm mắt vào, mình mơ giấc mơ đẹp, mở mắt ra đến nơi. Vui đồng hành cùng cách Hậu. Thấy Hậu tí... Mình... Em dạy anh bảo em cái nhá. Em đổi tên thành Vinh A Quy anh. Đó, hôm Vinh nay Quy. Các anh ưu tiên em cho Vinh A Quy. Em tưởng là ông Lào. Hóa ra là em. Mình không biết mình đấy là mình. Thế chứ này. Các quan ưu tiên quá.